Thế xin chào các cô chú bác, các anh chị và các bạn thân mến. Chúc các cô chú bác, các anh chị, các bạn cùng gia đình nhiều sức khỏe, luôn luôn hạnh phúc, vui vẻ. Rất vui mừng gặp lại cô chú bác, các anh chị, các bạn ở video này. Hôm nay cô chú bác, các anh chị, các bạn của mình cùng thấy làm món ăn ngon cho gia đình mình nữa nha. Đó là mình làm bánh cuốn. Rất là đơn giản, dễ làm tại nhà. Món ăn không phải thiếu cho gia đình của mình. Mình ngán cơm là mình sẽ có một bánh cuốn ngon cho gia đình bằng bột gạo mình tự pha nhà, rất là đơn giản ngon nè. Mình làm bánh cuốn mình có 160g bột gạo, 145g bột năng, nửa muỗng cà phê muối, 5g bột bắp, 750ml nước lọc. Nhân của mình thì mình có nè, 300g thịt ba gọi, 6 cái nấm đông cô, 40g nấm mèo, một củ hành tây, 2 tép tỏi, 70g hành. Mình lấy một ít mình xào thịt, còn một ít mình phi hành để mình ăn với bánh cuốn. Nửa muỗng cà phê đường, một muỗng muối tiêu, khoảng 4 cà phê bột ngọt, muỗng canh dầu ăn để mình làm bột, nửa muỗng canh nước mắm. Rồi, rất là đơn giản. Bây giờ tiếp theo đó thì nấm này thì sẽ hấp nó thật chín. Đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị cái bột để mình cho nó làm nhỉ, mình quậy nó ra rồi mình cho nó nghỉ, thì mình làm nhân mình xào đổ nhân xong rồi mình cuốn bánh cuốn là vừa. Đây thì sẽ cho cái bột năng một gạo vô đây. Nửa muỗng cà phê muối mình cho vô đây luôn nha. Rồi, 5g bột bắp là một muỗng cà phê dung á, mình cho vô đây luôn. Mình sẽ thể cho một tí xíu bột ngọt, nếu cô bác mình không ăn bột ngọt khỏi cần cho nha. Mình sẽ quậy cho nó đều lên, cho nó tan bột nó hết rồi mình để đây cho bột mình nó nghỉ. Muỗng canh dầu ăn của mình vô đây. Hả? Mình để cho nó nghỉ. Tức. Hả? Đợi nó ít xíu à. Còn cái hành này một chút mình phi ra nó còn ít xíu à. Cho nên mình lấy củ hành này mình chuẩn bị bằm thịt, trụng thịt xong mình bằm thịt nữa là xong. Mình chắc nó mèo, đúng không cô, nữa là xong. Hành phi của mình mình sẽ cắt dài như thế này, dài dày để mình phi đó, nó có cái sớ to để nó làm trên cái mặt bánh của mình nó sẽ đẹp. Rồi xong cái phần hành luôn. Rồi mình sẽ đi cho bằm thịt nha. Giờ thì sẽ đổ dầu vô đây hơi nhiều nhiều một chút nha. Đó, cái cho hành tây này vô cho nó thơm thơm và nó vàng vàng một chút. Đổ dầu nhiều nhiều mình phi hành. Phi hành để mình lấy cái chảo này mình chọc thịt. Phi hành thì mình chuẩn bị 1/4 cà phê muối để mình để vô hành của mình nha. Nó gần vàng vàng khiến cho bỏ muối vô. Mình phi hành thì mở lửa lớn nha. Bây giờ Thúy sẽ đẩy muối vô nè. Rồi mình tắt bếp đi cô bác. Nó nóng là nó sẽ chín. Nó vàng ngoài hành mình là vừa. Mình không tắt bếp là nó sẽ cháy á. Rồi mình cho mấy cái miếng nào nó nằm bự đó, nó nằm ở dưới. Vàng luôn đều rồi đó. Mình sẽ đổ nó ra ngoài thôi. Mà này nó nóng cái này đó, cái chảo của mình nó còn nóng, mình sẽ cho nó vô đây, cho hành tỏi mình vô đây cho nó thơm thơm, là mình sẽ để thịt mình vô mình làm cho nó thơm nha, rồi mình mới bỏ gia vị chứ không thôi là nó sẽ hôi. Thúy còn một thịt dư ở ngoài nữa cho nên Thúy làm thịt có nhiêu thôi, mình làm số 400g thịt, 300g thịt nha các bác. Đó, bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình nhồi thêm cho nó lên nha, nước mắm nè. Rồi xong rồi, bây giờ cái thịt cũ của Thúy đây, Thúy sẽ bỏ vô luôn. Đó, cái thịt cũ, thịt mới mình làm chung vô luôn rồi. Bây giờ mình sẽ cho nấm vô đây.
Nấm thì phải hấp, chứ lại con nấm eo thì mình không cần phải làm chín lắm cho nên không cần hấp. Rồi xong rồi, bây giờ Thúy sẽ cho cái hành tây mình vô nè. Hành tây mình có rất là nhiều dầu cho nên hồi nãy Thúy không có đầy dầu nha. Đó, bây giờ mình sẽ trộn cái đều lên. Rồi, cái phần tiêu đường của mình nè. Đó. Bây giờ mình sẽ cho hành lá vô nữa là đâu. Rồi bây giờ mình qua mình chuẩn bị đổ bánh cuốn. Mình cuốn mình sẽ cho dầu vô. Mà mình nở lửa nhỏ nhỏ lại nha. Lửa cái chảo mình nó nóng rồi thì mình mở lửa nhỏ nhỏ lại để coi là cái bánh nó được cháy. Rồi xong rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị quậy, mở lửa nhỏ nhỏ lại. Nhỏ vừa vừa thôi, nhỏ quá thì nó cũng không có đô dính bánh, nó sẽ chảy tùm lum. Bây giờ đầu tiên thì mình sẽ đổ ít thôi. Đó, mình đổ như thế này. Mình cho nó nằm như thế này. Xong, tới bên đây. Mình cho nó nằm vô đây. Đó, mình cho nó nằm vô đây. Xong rồi dài xuống đây. Rồi mình chạy lên đây. Rồi mình thấy nó còn thiếu nè. Là khi mình đổ mình phải quậy bột nha. Không quậy đây nữa thì bị lóng xuống trứng. Đó, mình cho nó nằm vô đây. Cho nó nè. Đó, cho nó ra. Mình nói từ từ bột chứ không nó bị dày. Vậy đó. Còn nó còn dư thì mình cho nó chạy vòng quanh vô cái dìa đó. Để thôi là nó bị dày nha các bác. Nè mình nói vô đây. Đó, lụng lộ chỗ nào mình nói chỗ đó. À. Nó chỗ nào cũng lỡ nè. Rồi xong mình sẽ đậy vô nha. Đó, mình đậy vô. Rồi nó chín rồi, bây giờ cô bác thấy nó chín rồi nè. Thủy sẽ ụp nó lại nha cô bác. Mở lửa nhỏ thiệt nhỏ luôn, ụp nó lại. Đó, ụp cái chảo nó lại nè. Rồi bây giờ Thủy sẽ dời cái chảo qua đây. Thủy sẽ để cái nồi này lên đây để mình sẽ cuốn nó. À, bây giờ thấy xe móc nhân để một ít ở đây, ốp đây ha, xong sẽ để ốp đây, mình chia ra cho nó đều đều, đó một ít vậy đó, chứ mình không có để một chỗ nha, đó muốn cho nó nằm ngoài đây thì mình cho nó nằm vậy đó. Rồi xong bây giờ thấy sẽ cuốn nó lại thôi. Nè, cô bác thấy cái bánh của mình không? Ngon lắm luôn. Hả? Mình cuốn nó lại. Hả? À, xong cái bánh cuốn. Rất là ngon lành luôn. Mình sẽ để ra dĩa nha. Ờ, các bác thấy cái bánh cuốn của mình trong lên nè. Bây giờ mình sẽ để nó quanh dĩa này. Bánh cuốn rất là ngon nha các bác. Mịn vai dai rất là ngon luôn. Rồi bây giờ mình sẽ để vô cái lò bên trong để nó đừng bị khô. Rồi mở lửa lớn lên. Chắc bớt dầu ra nha. Rồi lửa lớn từ từ thôi, không có lớn quá nó cũng bị cháy rồi nó chín nửa chừng, còn bột trắng nửa chừng nó không có bị dày. Đó, bây giờ thấy chế độ phía này. Nè, đổ trên này vô xuống nè. Để cho nó chạy vòng hết ăn. Đó, mình lắc nó lên. Xong nó đều rồi. Bây giờ mình sẽ cho nó từ đây. Đó. Đó, đây. Nó còn thiếu chỗ nào mình cho chỗ đó thôi, rất dễ mà. Đó. Thử chỗ này cho chỗ này. Thử chỗ này cho chỗ này. Vậy đó. Bánh cuốn thì mình phải làm cho nó liền để nó đổ nó không bị gắt, chứ không thôi là nó sẽ bị gắt. Rồi bây giờ cho nó nằm ở đây. Ngủ thôi.
Rồi xong thấy sẽ đậy dung lại. Rồi chúng là con bắt bây giờ thấy chắc ụp nó lại luôn. Tiếp theo ụp lại y như thường. Ủa mình ụp chị ha. Mình chuẩn bị chuyển cái gạo ra. Gạo ra xong rồi con bắt thấy nó nằm ở đây nè nè. Mình cho nó nằm gì để mình dễ cuốn nha. Rồi mình sẽ cho nhân vô. Đầu tiên thì mình gãi nhân nó nằm đây. Đó. Xong mình gãi nó nằm đây. Gãi nằm đây. Mình gãi đều hết cái bánh ướt của mình, bánh cuốn của mình. Để mình cuốn nó không có bị chống bánh đấy. Rồi xong bây giờ thí cho cuốn cái thôi. Lăn ở đây nha. Đó. Dễ lắm con bác làm viên thí rất là dễ làm nè. Đó lăn nè. Đó bánh cuốn của mình lăn nè. Con bác kéo lên nè. Kéo nó lên nè. Kéo nó lên nè. Đó. Kéo nó lên. Rồi cái bánh cuốn của mình rất là ngon lành luôn. Chỗ nào cũng có thịt hết trơn. Cho bên đây thì cũng có thịt, bên kia cũng có thịt. Rồi bây giờ Thí sẽ bỏ nó lên đây nha. Bỏ nó lên đây thì bây giờ nó hai cái rồi. Mình phải thay dầu, nó không khô là nó sẽ bị khô cái mặt này nè. Nhìn chút nữa mình để nguội là nó sẽ khô cái mặt bánh của mình đấy. Nhìn bánh mình nó sẽ không ngon. Đó, mình sẽ thay dầu vô đây. Thay dầu vô cái bánh này hết. Rồi đều hết đây. Cô bác tha vừa vừa dầu thôi. Đó. Tha hết trên cái bánh của mình một chút là bánh mình nó sẽ bóng mềm. Và nó không bị cứng. Và nó ngon nữa. Tha vậy đó. Rồi xong. Mình làm vậy nhưng mình nó sẽ đều. Rồi. Giờ mình sẽ cuốn nó nha. Mình lấy bên đây nó bóng nó đẹp lắm. Mình lăn nó. Đó mình cuốn từ từ. Nhấc từ từ nó lên. Cho nó sát vô. Rồi xong. Các bạn thấy cái bánh đẹp không? Bây giờ mình sẽ thay dầu thôi. Thay dầu lên cái này. À. Chỗ này có chừng nha cô bác. Mình cho nó nằm bính cái bột lên luôn. Cái lòi cái bột ra là nó lòi cái ra là nó rớt cái nhân. À, đẹp lắm ha. Cô bác thấy không? Nè, được nhiêu à. Bây giờ mình đổ tiếp tục mình đổ hết ha. Mình đã hành xong rồi, mình thấy cái dĩa bánh cuốn mình rất là ngon luôn cô bác. Thế cũng đã cùng cô bác của mình làm bánh cuốn ngon đơn giản bằng bột tự pha ở nhà cho gia đình mình xong rồi. Thế xin tạm biệt cô bác ở video này nha. Thế cầu mong thế giới yên bình hạnh phúc, không còn chiến tranh bệnh dịch, để nhà nhà có cuộc sống yên vui hạnh phúc. Thế xin tạm biệt cô bác ở video này, hẹn gặp lại cô bác video tiếp theo. Cô bác anh chị nào mà xem video chưa thấy, chưa đăng ký kênh nhấn chuông, hãy đăng ký kênh nhấn chuông ủng hộ Thí nha. Cảm ơn cô bác rất là nhiều.